Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô Độ Bé Vượng của các bạn đây. Và bây giờ là chiều ngày, hôm nay là ngày 22 hay 23 nhỉ? Tháng 10 năm 2020. Và Coco đang, thực ra là ngày hôm qua đã định quay video để cảm ơn các bạn, nhưng mà vì đợi luôn cái bản hợp đồng, ký hợp đồng với nhà xuất bản, tức là hợp đồng tác quyền, tức là cái quyền tác giả. Thế và ký luôn, ký kết hợp tác ba bên, tức là nhà xuất bản duyệt cho tác phẩm của mình, và sau đó thì bên xưởng in họ hợp tác để sau khi mà nhà xuất bản cấp giấy phép thì chuyển xuống xưởng in và họ sẽ in và sách sẽ đến tay với các bạn. Và thực sự rất là, đó là điều không thể ngờ. Trước kia có rất nhiều bạn khi mà đọc những cái bài chia sẻ của Coco ở trên Facebook thì các bạn, hoặc là xem những đoạn video ngắn ngắn, thì các bạn cứ động viên, các bạn nói rằng là cô ra sách đi. Nhưng mà cái ý động viên của các bạn đó là ra sách là nói về cuộc đời của Coco, giống như kiểu hồi ký, thì Coco không bao giờ làm như thế cả. Bởi vì là Coco nói với các bạn là mỗi người có một cái sự trải nghiệm, và mỗi người có một cái phúc phận riêng. Những cái gì mình phải trải qua có thể nó rất là khó khăn, nhưng mà đó là cái số kiếp mà mình phải trải qua. Thế và mình may mắn bởi vì mình đã vượt qua được nó. Và mình thực sự không bao giờ muốn viết lại những cái ngày tháng đã qua cuộc đời mình. Bởi vì chính bản thân mình có những cái đoạn đời mà mình cũng muốn nhấn nút delete, xóa nó đi, bởi vì là nó quá đau khổ. Cho đến khi, tại sao Coco lại viết cuốn sách này? Coco nhớ rằng cái mùa hè này, khi mà mình đi 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 làm bên máy khẩu trang ở bên các xưởng ấy, thì mình phát hiện ra một điều như thế này này. Những cái người Trung Quốc mà mình gặp ở bên Trung Quốc với những người Trung Quốc mà mình gặp ở phía Việt Nam, họ khác nhau nhiều lắm các bạn ạ. Những người Trung Quốc ở bên phía Trung Quốc mình gặp ấy, tất nhiên là cũng có rất là nhiều cái loại bố đời. Nhưng có một điều mình dám khẳng định, đó là họ phần lớn đều là những người rất có tiền, có quyền, có học. Thế thì họ tinh tướng, họ ngáo, họ ngổ thì còn có lý. Còn những người Trung Quốc mà mình gặp ở phía Việt Nam đây này, xin lỗi các bạn, anh các anh Trung Quốc đang xem video của em Liên nhá. Em chửi bậy một câu, mẹ các anh, mẹ các chị, tiền thì đéo có đâu nhưng mà tinh tướng lắm, bố đời. Và em nói luôn, các anh chị lạc hậu mẹ nó rồi, bây giờ về nước ấy không xin được việc làm đâu. Cho nên là tém tém nó lại nhá, tém nó lại một tí. Ở Việt Nam có một câu ấy, đất có thổ công, sông có hà bá. Đến con chó kìa, nó muốn đặt lãnh thổ của nó cũng phải nghếch háng nó lên, nó đái một bãi. Đấy, lãnh thổ của nó đấy. Ngửi thấy mùi nước đái của nó thì đừng có mà tinh tướng, nó cắn chết. Nhưng mà các anh các chị quen cái thói khạnh khạng rồi, mẹ đi đâu cũng chỉ tay năm ngón xin lỗi. Nhà các anh các chị, công ty các anh các chị muốn làm gì kệ mẹ các anh các chị, nhưng đừng có mà đi ra nước, ra ngoài, ra chỗ khác mà chỉ tay năm ngón. Quyền gì? Mẹ đừng quá đà, em nói thật. Bởi vì là mình đi làm và mình thấy rằng là ô lạ nhỉ. Những cái người ở bên kia kìa, mình gặp, ừ thì thôi đã đành, người ta có trình độ, người ta có tiền, người ta có quyền, người ta khệnh khạng một tí mình có thể hiểu được. Nhưng đằng này không có tiền, không có quyền, không có một cái gì cả, cũng không có trình độ mà lại đè nén con nhà người ta như thế. Và sau đó thì mình có gặp một, mình gặp khá nhiều phiên dịch, mình quen với khá nhiều phiên dịch, bởi vì là khi mà mình ở trên Facebook ấy, mình thường xuyên đọc thấy các bạn chia sẻ chia sẻ chia sẻ. Và sau đó thì mình mới nghĩ đến những ngày tháng suốt mười mấy năm, từ lúc mình bắt đầu xin với trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, đi về công ty của Acao làm phiên dịch, vừa học vừa làm phiên dịch. Để làm gì? Không phải để kiếm tiền, mỗi tháng nó có trả cho mình có 500 nhân dân tệ thôi. Mỗi tháng trả cho mình 500 nhân tệ, xin lỗi các bạn, đếch đủ tiền cho mình đi 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 xe. Thật mà, từ trường Đại học Quảng Tây, à Đại học Dân tộc Quảng Tây đến Lãng Đông 22 km. Có những lúc mình vội quá mình phải đi taxi.
500 nhân dân tệ chẳng đủ tiền cho mình đi taxi với lại là cái tiền ăn trưa, mua đồ ăn ở bên ngoài. Nhưng vì con chữ, vì muốn dạy cho sinh viên những cái điều có ích, thiết thực, cho nên mình chấp nhận. Cắn răng, ok, 500 tệ đó mình chấp nhận làm học phí. Thế và tháp tùng các đoàn về Việt Nam. Tháp tùng về Việt Nam không được tính công tác phí đâu các bạn ạ. Thế nhưng mà mình vẫn chấp nhận. Bởi vì sao? Bởi vì là mình học được rất là nhiều điều từ thực tế. Và những điều đó là những điều mà sinh viên của mình cần. Cho nên tại vì sao trong suốt quá trình bằng đấy năm mình dạy tiếng Việt ở trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, các em sinh viên rất yêu quý, rất nể, rất trọng và khâm phục mình, thương mình lắm. Yêu mình như là cái hạt ngọc ở trên tay ấy. Mỗi khi mà các giáo viên Trung Quốc nào mà hé răng mà bắt nạt cô Liên một cái là chúng nó xả luôn. Sinh viên mà, bọn 2 cộng 2 nhiều tiền lắm, thừa tiền. Rất là có bản lĩnh. Thế và Khâu Khẩu nghĩ đến những năm tháng cơ cực mình đã phải đầu tư rất nhiều. Cho nên là Khâu Khẩu mới chia sẻ một vài bài ở trên Facebook. Thì không ngờ rằng những cái bài đó nhận được rất nhiều những cái tin nhắn riêng ủng hộ. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn sinh viên á, trẻ vừa mới ra trường. Thì lúc mà các bạn, khi cô Khô về nước là năm 17, thì lúc đó các bạn đang học đại học, có thể là năm cuối, có thể là năm 2, năm 3. Thế và dần dần các bạn cứ qua quen mình qua Facebook, hoặc là thỉnh thoảng mình có chia sẻ ở trên một vài cái nhóm, mình giúp các bạn học tốt hơn và động viên các bạn. Thì các bạn quen mình, và sau đó thì các bạn gửi lời cảm ơn và các bạn động viên. Và sau đó thì mình có một lần mình nói chuyện với một cô bé. Thì mình nói luôn là cô bé này có thể là bạn ấy không nhớ là bạn ấy lần đầu tiên bạn ấy gặp mình là ở đâu. Thì mình nói luôn với các bạn là như thế này. Năm 2017, tháng 1 năm 2017 mình về Việt Nam. Thì lúc đó là mình một tay gây dựng cơ đồ, xây dựng cái GS Việt Nam ấy, GESVN ấy. Mình gây dựng tiền túi của mình đấy. Tiền túi của mình các bạn ạ. Mang tiếng là tập đoàn 100%, công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản. Nhưng lúc đó công ty đang làm thủ tục, không có tài khoản, không có mã số thuế, không có một cái gì hết cả. Tất tần tật tiền từ đi mua chai nước, đi taxi, rồi đến các trường để ký kết, đến các trường để đặt vấn đề, quà cho các thầy, các cô. Tất nhiên mình rất may mắn bởi vì là mình chưa bao giờ gặp bất kỳ ai gọi là phải quà cáp hay gọi là hồng bao hay cái gì không, mình không gặp. Chẳng qua là bởi vì là mình quý thì mình biếu cái này biếu cái nọ, là mình cứ phải là biếu những, phải gợi ra những lý do mà các thầy cũng chẳng bao giờ cho phép mình được biếu những cái gì có giá trị các thầy các cô. Ví dụ như biếu chỉ là cái lọ thuốc hay cái hộp cao thôi, thực sự mình rất may mắn. Nhưng tất tần tật mọi thứ đều là tiền túi của mình bỏ ra hết. Thế và sau đó thì đến năm 2018 thì bên GS muốn tổ chức cái chương trình gọi là triển lãm du học. Thế và mình cần học sinh. Những nơi khác thì người ta thường là bỏ một gói tiền ra để cho một trường trung học phổ thông nào đó và người ta đánh một chuyến xe cho học trò lên. Nhưng các cháu đó, các cháu lên ngáo lắm. Các cháu lên chỉ để đi chơi thôi chứ đâu có đi triển lãm. Còn mình thì mình muốn làm đó là hướng đến những đối tượng đang tìm kiếm học bổng. Cho nên là mình quyết định hướng đến các bé chuẩn bị tốt nghiệp. Thế và chính những cái bé đó thì mình đã gặp khi tham gia một cái hoạt động, mình là nhà tài trợ kim cương cho một chương trình. Các bạn ấy không biết mình là ai đâu, bởi vì lạ hoắc mà. Và trên sân khấu thì mình xuất hiện nên các bạn cũng chẳng nhớ được. Hơn nữa là chương trình đó mình đi tài trợ cũng chẳng thấy có logo, cũng chẳng thấy có giới thiệu gì về bên mình cả. Nhưng không sao, mình đi làm để mình nói là mình chia sẻ cái cơ hội học bổng cho các bạn, chứ không phải mình đánh bóng tên tuổi của mình và của công ty. Nhưng mình quen cô bé đó. Cô bé đó chắc chắn là không biết mình là ai. Bạn ấy trên sân khấu diễn, trong tất cả những cái bạn lòe loẹt sặc sỡ ở trên sân khấu, thì cô bé này rất là chân chất. Học ngoại ngữ mà có một người chân chất như thế là rất quý. Thế và mình ngồi ở dưới mình nghe và mình rất buồn cười. Mình nói là bạn kia ra thành phố học rồi mà cái tiếng địa phương vẫn còn đặc sệt. Thế và sau đó thì có một lần mình tổ chức một cái chương trình trại mùa thu đi trường Đại học Quảng Tây nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập trường. Thì cô bé này tham gia. Và khi mà tham gia thì mình có hỏi
là ai cho con tiền để đi tham gia cái chương trình này. Bên mình không thu một đồng một hào nào, nhưng các bạn ấy vẫn phải bỏ tiền ra để làm visa và bỏ tiền ra để ăn uống ở phía bên kia, mặc dù là khách sạn thì nhà trường họ đã đài thọ rồi. Thế nhưng mà sau đó thì bạn ấy nói là mẹ của con cho con tiền, hỏi thế mẹ con làm gì. Bạn ấy nói là mẹ con là nông dân, mẹ con ở nhà nuôi dê, tức là chăn nuôi. Thế mình cảm thấy rất khâm phục. Mình nhớ là mẹ của bạn ấy tên là Duyên. Thế và mình cũng thường xuyên nói chuyện với, tức là nhắn tin ở trên Facebook, thỉnh thoảng có trao đổi, tức là nói một câu và trả lời một câu, đúng comment ở phần bên dưới ấy. Mình rất khâm phục. Bởi vì sao? Bởi vì người ta là con của một gia đình ở nông thôn thôi, nhưng mà cái tầm nhìn của người phụ nữ này rất là xa. Người ta chỉ là một người phụ nữ làm chăn nuôi mà người ta có thể nghiến răng bỏ cho con bằng đấy tiền để đi tham gia một chương trình để làm gì? Bởi vì con của họ học ngoại ngữ và cần phải có thực tế. Thế và cô bé này sau đó về thì thường xuyên giữ liên lạc với mình và mình thường xuyên giữ liên lạc với các bạn ấy. Thế và khi mình nói chuyện về cuốn sách thì bạn ấy nói rằng là chúng con rất cần những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của U. Và sau đó thì Coco cũng nhận được rất nhiều, ngoài bạn ấy ra thì còn rất nhiều những bạn khác đều là con em của những gia đình chân đất. Mình nói luôn đó là thế hệ ngậm thìa đất theo cái cách nói của người Hàn Quốc. Và các bạn rất cần những cái trải nghiệm như của mình. Thế và mình quyết định chia sẻ một vài đoạn. Và sau đó thì sau khi nói chuyện với cô bé đó thì mình quyết định viết. Lúc ban đầu mình chỉ định viết và mình tặng khoảng 10 bạn thôi. Nhưng mà 10 cuốn là đã phải xin xuất bản rồi. Và mình không muốn tác phẩm của mình, cái sản phẩm của mình bị người khác lấy đi và đeo tên của người ta vào. Mình bị nhiều lần rồi, mình bị rất nhiều lần rồi. Nhưng cái trải nghiệm này của mình là có 102. Bởi vì mình là người duy nhất không phải là dân tiếng Trung nhưng trở thành phiên dịch của rất nhiều những nhân vật lớn. Vì vậy, wow, lại có bạn đặt mua sách. Rất nhiều bạn là muốn chắc ăn cho nên là đợi cuốn sách xuất bản xong thì các bạn mới đặt tiền. Tất nhiên mình rất là tôn trọng quyết định của các bạn và rất là cảm ơn. Thế và mình tự học tiếng Trung nhưng thật sự là rất may mắn trở thành phiên dịch của rất nhiều các thầy hiệu trưởng, các thầy các cô hiệu trưởng hiệu phó của rất nhiều các trường đại học danh tiếng của cả nước Việt Nam và các trường đại học danh tiếng của bên phía Trung Quốc cũng như các trường đại học danh tiếng của Mỹ. Duke là trường của Mỹ rồi, đúng không các bạn? Rồi của các nước khác nữa. Mình cảm thấy đây là vinh dự lớn của mình và trở thành phiên dịch cabin vinh dự quá lớn. Tất nhiên trong cuốn sách mình chẳng khoe khoang, mình không hề khoe khoang là mình giỏi như thế nào, mình bá đạo như thế nào, không, mình chẳng giỏi, mình chẳng bá đạo tí nào cả. Mình vất vả lắm các bạn ạ, đầy nước mắt. Tất nhiên mình cũng không kể lể. Trong cuốn sách đó bạn đọc sẽ thấy một sự nhẹ nhàng. Đó là những cái trải nghiệm của mình, là những cái gì mình đã mắc phải, những cái sai lầm khi mà mình chọn trang phục không phù hợp, mình đã mắc những cái sai lầm khi mà mình dịch và mình có những cái ví dụ như là mình dịch và mình dịch sai sót này, hay là mình do những cái hiểu biết, cái hạn gọi là gì nhỉ, những cái kiến thức, sự sự hạn chế về kiến thức và tầm hiểu biết, rồi cách xưng hô, rồi những cái gọi là cái văn hóa nền, rồi văn hóa ẩm thực, rồi văn hóa giao tiếp, rất nhiều những cái thiếu sót của mình. Mình đã dùng cả 15 năm thanh xuân để đi tích cóp. Vì thế cho nên là mình rất là cảm ơn, đầu tiên thì em cảm ơn các thầy các cô đã rất là tin tưởng em và các anh các chị phụ huynh của các cháu và đặc biệt là cô bé Yến. Yến là người và mình năn nỉ Yến, mình nói rằng là con là một trong những cái niềm an ủi, động viên U trong rất nhiều những lúc U gặp khó khăn và tưởng chừng như không vượt qua được. Vì thế nên là U hy vọng con trở thành người đầu tiên mua sách của U. Lúc đó là mình chưa định xuất bản,
mình chỉ định là in ra bản mềm, sau đó mình tặng cho các bạn, mình sẽ in ở một cái nhà à, cái hiệu photocopy nào đó để tặng. Nhưng mà mình không ngờ rằng là Yến lại là một người may mắn, mở hàng may mắn đến như thế này. Thế và tất nhiên là rất là cảm ơn bé Yến. Thế và rất nhiều những người bạn của Yến, cũng như là rất nhiều những người bạn khác. Thế thì theo đúng truyền thống của Khâu Khẩu, đó là Khâu Khẩu đã ngày hôm qua thì mình đã đi nhà sách và mình mua về rất nhiều những chiếc bút nhũ. Mình đã hứa với các bạn rồi là chữ của mình rất là đẹp và mình sẽ viết tặng các bạn. Mình đã chuẩn bị rất nhiều bút nhũ rồi, cho nên là các bạn cứ yên tâm là mình sẽ viết đủ và mình sẽ viết tặng cho các bạn. Nếu như các bạn muốn mình ghi cho các bạn những cái lời nhắn thì các bạn hãy nhắn và mình sẽ viết lời cảm ơn cho các bạn ở đây. Có rất nhiều bạn là chúng ta quen nhau qua Facebook, có nhiều bạn là quen mình qua một vài những em sinh viên khác thường xuyên giới thiệu. Và vì thế cho nên là mình chưa biết quá nhiều về các bạn. Nhưng có những bé là đã động viên và đồng hành cùng với Khâu Khẩu, cùng với anh Tuấn, cùng với anh Lưu, cùng với em Hùng trong suốt quãng thời gian đầy khó khăn, gian khổ và cũng vô cùng huy hoàng của GS. Thì cô còn có một cuốn sổ rất là đẹp. Và cô cứ nghĩ là bên trong nó màu xanh nhưng không phải, đây là chỉ có một xíu xíu màu xanh để cho quyển nó đẹp thôi. Thì Khâu Khẩu sẽ viết và gửi tặng cho các bạn. Nếu như mà các bạn mua sách và các bạn muốn những cái lời nhắn của Khâu Khẩu thì các bạn hãy nhắn và Khâu Khẩu sẽ viết cho các bạn. Khâu Khẩu rất là xúc động và rất là cảm ơn, bởi vì thật sự suốt 15 năm qua thì bởi vì cô là tay đánh ngang cho nên là không không được như các bạn. Cô cũng đã mua rất là nhiều sách. Đây mới là chuyên ngành của Khâu Khẩu này, ngữ văn. Thế và cô sẽ, tất nhiên đây là một việc khác mà cô hứa với các bạn ấy, đó là hôm mà cô đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9, à cái hôm mà ghi âm ấy, đọc đọc thuộc cái bản tuyên ngôn độc lập đó, thì có rất nhiều bạn nói rằng là cái giọng rất là gọi là hấp dẫn, cho nên là Khâu Khâu sẽ ghi âm các tác phẩm văn học và sẽ tặng cho các bạn và hy vọng là các bạn sẽ yêu học văn hơn. Thì đây là một cái chủ đề khác và cô đã làm nhưng mà vì quá bận và hơn nữa là chưa mua được sách cho nên là bây giờ Khâu Khâu mới có thể suy nghĩ và bắt đầu làm. Ngày mai cô về sang tuần thì cô sẽ ở Ninh Bình và làm cùng với mẹ của mình, vì mẹ của mình mới là sư phụ trong nghề dạy văn, bà đã huấn luyện và đào tạo rất là nhiều các thế hệ tuyệt vời. Thế và mình sẽ viết tặng cho các bạn. Rất cảm ơn sự ủng hộ, sự động viên của các thầy các cô và cuốn sách sẽ rất là nhanh được xuất bản xong và sẽ gửi đến tay bạn đọc cùng với lá thư tay mà cô viết tặng cho các bạn. Chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe. Chân thành cảm ơn. Thế còn xin lỗi bởi vì trong video này có mấy câu chửi bậy dành riêng cho các anh chị Trung Quốc, bởi vì là các bạn ấy cũng thường xuyên rình mò trong YouTube của mình. Nhưng mà em nói luôn, đấy là đang sống ở đất nước này thì phải biết điều lại, tem tém một chút, muốn bá đạo ấy thì phải nhớ một câu như thế này này: ăn ở đây, ngủ ở đây, đái ở đây, ỉ ở đây, đụng ở đây thì phải biết điều. Còn khi mà đã có nhân công là người Việt thì phải hiểu một điều như thế này: bây giờ nhân công phổ thông càng ngày càng ít đi, các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy đa di năng lắm, có trình độ, có học thức và rất là nhạy bén với tình hình. Còn bản thân mình ấy làm sao mà cứ phải gặp phải những cái đứa nhân viên nó cùi nó hãm, thì phải soi lại mình đi, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Cái đồng tiền bỏ ra được một mẩu một tí tưởng là bầu trời, mẹ kiếp, bây giờ bỏ ra 40-50 triệu để mà thuê một đứa nhân viên xem là có thuê được một đứa nó giỏi không, mà lại cứ suốt ngày đi so sánh, trả cho nó được 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu một tháng mà hành nó bằng như là 70 triệu, 80 triệu ấy gớm. Tiền thì các anh các chị lớn quá cơ, lớn quá thì mang về mà dùng nhá, tự làm tự hưởng. Rồi ạ, cảm ơn các bạn. Làm phiên dịch cũng phải có bản lĩnh một chút, không thì nó bị nó xéo cho, nó quằn cho đấy các bạn ạ.